Trấn Thành gây tranh cãi khi nói thí sinh Giáp Việt bệnh hoạn. Nam MC Trấn Thành lại tiếp tục gây ra tranh cãi khi vặn miệng nhận xét thí sinh Giáp Việt là bệnh hoạn. Trấn Thành được mệnh danh là MC quốc dân vì khả năng hoạt ngôn, ứng biến trên sân khấu rất tốt, lại tinh tế, khéo léo. Thế nhưng, trong sự nghiệp cầm mic của mình, anh đã không ít lần gây ra tranh cãi vì loạt phát ngôn vặn miệng. Như mới đây nhất, trong chương trình Giáp Việt, nam MC đã nhận xét thí sinh bằng câu từ kém duyên. Cụ thể, mới đây ở phần trailer cuối tập 7 Giáp Việt mùa 2, phía ekip chương trình đã hé lộ những hình ảnh sẽ xuất hiện trong tập 8, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo đó, trong tập tiếp theo là sự ra quân của team huấn luyện viên Remastic, đây là đội hình được nhận xét gồm nhiều chiến binh khủng, dự là sẽ bùng nổ sân khấu cho tập sau. Tuy nhiên, trong đoạn clip ngắn ngủi ấy lại xuất hiện một khoảnh khắc gây tranh cãi từ phía MC Trấn Thành khi anh một từ nhạy cảm để nhận xét phần biểu diễn của thí sinh. Theo đó, vì quá phấn khích trước phần biểu diễn của một thí sinh mà ông xã Harry Won đã thốt lên rằng, trời ơi, chỉ có bệnh hoạn mới viết ra được những giai điệu như thế này. Ngay lập tức, phát ngôn này của nam MC đã nhận về nhiều chỉ trích, bởi hầu hết mọi người đều cho rằng việc dùng từ bệnh hoạn trên sóng truyền hình có rất nhiều khán giả xem như vậy là không nên. Tuy biết rằng Trấn Thành rất thích thú, chỉ muốn ca ngợi sự điên của thí sinh trong việc sáng tạo ra giai điệu, nhưng câu nói trên được cho là khá kém duyên. Khán giả mong Trấn Thành nên tiết chế lại trong cách dùng câu từ của mình. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Trấn Thành vặn miệng. Từ mùa 1 anh đã hứng nhiều gạch đá vì những phát ngôn thiếu tinh tế của mình. Hay trong quá khứ, nam diễn viên từng rất nhiều lần có những câu nói rất đụng chạm, kém duyên. Điển hình như tại hậu trường chương trình Giọng Ải Giọng Ai mùa 4. Trấn Thành trêu đùa Đức Phúc nhưng lại gắn ghép nam ca sĩ với Minh Béo, người từng bị bắt tại Mỹ với tội danh ấu dâm khiến dân tình đặc biệt lên án. Ngoài ra, Trấn Thành cũng từng ăn gạch khi có phát ngôn kém duyên về Hương Giang, anh khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng khi nói rằng hoa hậu chuyển giới chỉ toàn mùi silicone. Ngay chính bà xã Harry Won cũng là nạn nhân của nam MC khi liên tục réo tên tình cũ của cô là rapper Tiến Đạt trên sân khấu lẫn sóng truyền hình. Tiến Đạt cũng đã từng đăng bài ẩn ý tỏ thái độ trước bị khơi gợi quá khứ, nhắc tên nhiều lần. Cũng là con người với nhau, đừng ép ai vào đường cùng, chỉ vì muốn thỏa mãn cảm giác hà hê trong phút chốc. Hạnh phúc thực sự chưa bao giờ đến từ việc sao động tâm can bởi hơn thua được mất, hạnh phúc thực sự đến từ sự bình lặng yên ả trong tâm hồn mỗi chúng ta. Tiến Đạt ẩn ý.